Quốc Cường Gia Lai vẫn phải thực hiện một nghĩa vụ quan trọng sau khi y án tử hình Trương Mỹ Lan. Chim tàu chở khách trên vịnh Bái Tử Long, 6 người gặp nạn. Nguyên trưởng công an, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, Tây Ninh bị bắt. Người dân kể lại giây phút chứng kiến gã đàn ông lao vào chém hủy dung nhan người phụ nữ nhìn ngắm đội hình quân khiển cứu hộ lang nủ tham gia triển lãm quốc phòng 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án tử hình vào ngày 3 tháng 12. Công ty Quốc Cường Gia Lai, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng đã rút kháng cáo về việc phải trả gần 2.883 tỷ đồng cho bị cáo Lan. Hội đồng xét xử tuyên đình chỉ xét xử đối với yêu cầu kháng cáo của công ty Quốc Cường Gia Lai. Phía công ty Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Lan để thi hành nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án do công ty quốc cường gia lai vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả số tiền trên, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên đối với các bất động sản liên quan đến công ty quốc cường gia lai. Khi nào công ty này hoàn trả đủ gần 2.883 tỷ đồng cho bị cáo Lan sẽ được nhận lại toàn bộ bất động sản và giấy tờ liên quan. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trường Mỹ Lan sử dụng công ty Sunny ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với công ty quốc cường gia lai giá 14.800 tỷ đồng và đã thanh toán gần 2.883 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, còn giao cho bị cáo Trương Mỹ Lan sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay thêm tiền. Sau đó, cấp sơ thẩm tuyên hủy giao dịch trên, buộc công ty Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan. Không chấp nhận phán quyết trên, doanh nghiệp này kháng cáo nhưng sau đó rút lại, nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử nội dung này. Tuy nhiên, công ty Quốc Cường Gia Lai vẫn còn phải thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả trên, nên tòa cấp phúc thẩm tuyên tiếp tục kê biên một số tài sản của doanh nghiệp này. Sau khi công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn thành các nghĩa vụ trên đối với bà Trương Mỹ Lan thì sẽ được giải tỏa kê biên các tài sản. Ngày 3 tháng 12, Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trường Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về ba tội danh: tham ô tài sản, tử hình, điều hối lộ, 20 năm tù, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 16 năm tù, sơ thẩm 20 năm tù. Để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại 2.880 tỷ đồng cho bị cáo Trường Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án. Thứ hai, tòa phúc thẩm còn buộc công ty cổ phần TNH Hạ Long, gọi tắt công ty TNH Hạ Long và công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh, gọi tắt công ty Âu Lạc, có nghĩa vụ nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trường Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đối với dự án 6A có diện tích 26 ha thuộc khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đang do SCB nắm giữ. Trước đó, bị cáo Lan yêu cầu SCB trả lại và tự nguyện dùng tài sản này để góp vào khắc phục hậu quả. Vấn đề này lại chưa được cấp sơ thẩm xem xét, nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để giải quyết, cũng không thể giao cho SCB xử lý mà sẽ thực hiện theo quy định thi hành án, bản án nêu. Đối với số tiền 5.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đòi SCB trả lại vì cho rằng đã dùng để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng này. Theo tòa phúc thẩm, SCB đã thực hiện và hoàn thành tăng vốn vào cuối năm 2021. Nội dung này chưa được điều tra, truy tố, xét xử nếu các bên thấy cần thiết thì khởi kiện trong một vụ án khác. Ngoài ra, tòa giao cho SCB phối hợp cơ quan thi hành án dân sự để tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản đang bị thế chấp cho ngân hàng này để đảm bảo cho 1.243 khoản vay hợp đồng tiến dụng. Tuy nhiên, SCB không được toàn quyền quyết định tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Về xử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho các khoản vay này, được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. Tòa đề nghị SCB trong trường hợp xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần còn lại nếu có cần phối hợp với Bộ Công an. Mục đích để xác định tài sản nào thuộc quyền sở hữu của bị cáo Lan thì dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2024, xảy ra vụ đám tàu chở khách tại khu vực Hòn Nét thuộc vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh. Tàu bị chìm mang số hiệu QN5427 có sức chở 48 khách do anh Trần Văn Tị, sinh năm 1989, ở xóm 4, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, là chủ phương tiện, chở theo 5 công nhân. Sau tai nạn xảy ra, chủ tàu và 3 công nhân được cứu vớt, hai công nhân mất tích, tàu khách QN5427 bị chìm. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một nạn nhân là Vũ Công Quý, sinh năm 1961 ở Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Theo thường trình của anh Trần Văn Tị, chủ tàu và ba người được cứu, thì khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi tất cả đang ngủ, gió to sóng lớn đã làm đám tàu. Tại thời điểm bị đám, tàu QN5427 đang buộc vào tàu tự hành chở gầu máy xúc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả và các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực phương tiện để tập trung tìm kiếm cứu nạn nhân mất tích đây là khu vực cảng nổi thường tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn và bốc xếp hàng hóa chủ yếu là các mặt hàng như than clinker xi măng đá vôi phục vụ cho xuất nhập khẩu hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm một nạn nhân còn lại Ngày mùng 7 tháng 12 năm 2024, Công an huyện Đức Hòa Long An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Quý, 37 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị NTTT, 43 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 12, đối tượng Quý chạy xe máy đến xã Hòa Khánh Tây tìm gặp chị T. Khi đến nơi, Quý đậu xe bên ngoài cánh cổng nhà của chị T rồi vào bên trong. Quý đứng nói chuyện với chị T được một lúc thì bất ngờ xông vào đẩy người phụ nữ ngã xuống. Tiếp đó, quý cầm con dao tấn công liên tục vào vùng đầu mặt nạn nhân. Theo clip người dân ghi lại, người phụ nữ vừa khóc vừa van xin đừng chém nữa. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục xuống tay hủy dung nhan nạn nhân. Khi thấy chị T bất tỉnh, đối tượng đứng dậy bước ra xe máy nhưng bị bắt giữ đưa về công an xã Hòa Khánh Tây. Phía công an xã lập hồ sơ bàn giao cho công an huyện Đức Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền riêng chị T được đưa đến bệnh viện xuyên Á, huyện củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Cho đến hết ngày 7 tháng 12 vẫn chưa phục hồi. Điều tra ban đầu, theo thông tin ban đầu, đối tượng Quý và chị T trước đây có quen biết nhau. Sau đó, đối tượng lấy vợ ở Hiệp Hòa. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân đối tượng Quý tìm tới nhà nạn nhân để gây án. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 ghi dấu lần đầu tiên lực lượng quân khuyển tham gia trình diễn ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sự kiện. 145 cán bộ, huấn luyện viên và 115 chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng được tuyển chọn biểu diễn. Quá trình tuyển chọn lực lượng, chuẩn bị và huấn luyện quân khuyển bắt đầu từ tháng 3. Quân khuyển được tuyển chọn từ Béc Đức và Béc Dế Bỉ, Malinois, hai dòng chó chiến đấu có sức khỏe, sức bền và đội hình đồng đều, đạt nhiều tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, thần kinh. Trong số này, có những quân khuyển từng tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thảm khốc ở làng Nù, Lào Cai, hồi tháng 9. Trong đó có chú chó nghiệp vụ tên VAT. VAT là một trong những chú chó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại làng Nù. Ngoài ra còn có những chú chó nghiệp vụ như Olas, Otki, Vô từng tham gia bới bùn tìm nạn nhân ở làng Nù, giao Trăng từ Thiên Huế hai ca ở vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục luyện tập làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn với trình diễn ở triển lãm quốc phòng quốc tế 2024. Thiếu tá Lê Quang Liệu, chủ nhiệm bộ môn cơ bản, kỷ luật, thể lực, khoa huấn luyện chó chiến đấu, trường trung cấp 24 biên phòng cho hay. Các huấn luyện viên và đội quân quyền đã luyện tập từ tháng 3 năm 2024. Đây là lần thứ hai lực lượng huấn luyện viên và quân quyền làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn, nhưng là lần đầu tiên tham gia trình diễn tại triển lãm quốc phòng quốc tế. Quân khuyển sẽ trình diễn các nội dung cơ bản, kỷ luật, xếp đội hình, thực hiện động tác cơ bản. Các nội dung khác đòi hỏi kỹ thuật cao như vượt qua vòng lửa, đánh bắt tội phạm trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ biên giới và đánh bắt tội phạm kết hợp với lực lượng đặc công. Bên cạnh huấn luyện chó chiến đấu, chó canh gác bảo vệ mục tiêu, hiện nay tại trường trung cấp 24 biên phòng còn có 5 chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu khác. Triển lãm lần này cũng có sự tham gia trình diễn của lực lượng chiến sĩ và chó nghiệp vụ tại khoa giám biệt nguồn hơi việc phát hiện các nguồn hơi có tính chất rất quan trọng trong việc phá các vụ án, đặc biệt là các vụ án về ma túy. Vụ việc người phụ nữ tại Quảng Nam trúng vé số giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng không được công ty sổ số trả thưởng vì tờ vé số bị rách góc vẫn đang nhận được sự theo dõi của dư luận. Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy vé số của bà Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1971, chú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã mua đều hợp lệ. Khớp với củi vé số đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, công ty sổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phát hành. Tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Nguyệt không phải là vé được làm giả, các con số trên tờ vé số không bị tẩy xóa. Thế nhưng mặc dù đã có kết quả giám định, nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn không được công ty phát hành trả thưởng. Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao đã giám định mà người mua vẫn không được trả tiền? Phân tích nội dung này, luật sư Hồ Diên Trung, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vilo cho rằng, Hiện nay, công ty sổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng cho khách hàng, có thể họ đăng dựa trên các lý do như sau. Thứ nhất, tờ vé số của khách hàng đã bị biến dạng, không còn nguyên khổ, không đủ điều kiện của vé sổ số lĩnh thưởng theo quy định. Thứ hai, mặc dù đã có kết luận giám định từ cơ quan công an về tờ vé sổ số của khách hàng là thật, nhưng đây chỉ là căn cứ để khách hàng yêu cầu công ty sổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế trả thưởng, chứ không có giá trị phán quyết buộc công ty phải thực hiện trả thưởng. Theo luật sư, nếu xác định được vé số bị rách, biến dạng bởi những nguyên nhân khách quan, không phải cố ý của khách hàng và đủ căn cứ để xác định hình dạng các dãy số trên tờ vé số, tính xác thực của tờ vé số là thật. Theo kết luận của cơ quan công an thì hoàn toàn đủ cơ sở để công ty sổ số trả thưởng cho khách hàng. Trên thực tế, thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định, nếu vé bị rách rời do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn đảm bảo xác thực và không ảnh hưởng đến yếu tố xác định trúng thưởng, công ty sổ số phải tổ chức thẩm tra và có thể quyết định trả thưởng. Như vậy, quy định tại thông tư không phải mang tính chất tuyệt đối. Trước đó, theo tìm hiểu, địa chỉ công ty sổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hiện không còn đóng ở số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Từ tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi trụ sở làm việc nói trên. Thay vào đó, trụ sở của công ty này chuyển đến địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, đoạn giáp danh với thành phố Huế. Theo luật sư Nguyễn Trung Thành, công ty Đông Phương Luật thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điểm A khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành tòa án nhân dân nơi bị đơn là cơ quan tổ chức có trụ sở có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự vì vậy vụ việc này phải chuyển đến tòa án nhân dân thị xã hương thủy để giải quyết chiều mùng 6 tháng 12 năm 2024 bà nguyễn thị nguyệt cho biết đã gặp làm việc và ủy quyền cho luật sư để nộp hồ sơ khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết thừa thiên huế gọi tắt là công ty sổ số kiến thiết thừa thiên huế ra tòa theo bà nguyệt sau khi được tư vấn từ luật sư bà đã thay đổi địa chỉ nộp đơn khởi kiện Cụ thể, thay vì gửi đơn đến tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyệt nộp đơn đến tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đặt trụ sở chính của công ty sổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Ngày 6 tháng 12 năm 2024, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Long Nam, 24 tuổi và Phạm Minh Thông, 23 tuổi, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long để điều tra hành vi gây dối trật tự công cộng. Bị can Nam là đối tượng cầm đầu vụ nổ súng pháo và gây dối trật tự công cộng xảy ra ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 22 tháng 11, do có mâu thuẫn trước đó, Nam rủ thông và nhiều thanh niên khác mang theo hung khí, gồm súng và dao tự chế, đến nhà của Nguyễn Duy P, 40 tuổi, ở ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Đến nơi, Nam đã bắn hai phát súng ngoài cổng rào hướng vào nhà P những thanh niên đi chung đã ném gạch vào hướng cổng rào nhà B. Sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ đã nhanh chóng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, lực lượng công an đã mời làm việc những thanh niên có liên quan và thu giữ nhiều tăng vật, gồm một súng săn, một súng bắn pháo, 10 trái bánh pháo và 3 dao tự chế. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do P cùng nhiều người khác tìm Nam đòi nợ. Sau đó P đã gọi điện thách thức nên Nam tức giận, rủ thêm nhiều thanh niên khác tìm đến nhà P gây rối. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng đến công an huyện Long Hồ để phối hợp điều tra làm rõ. Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cho biết Đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh, nhập cảnh qua lại Việt Nam, Vương quốc Campuchia trái phép để đánh bạc. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi nắm tình hình, vào khoảng 14 giờ ngày 5 tháng 12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện An Phú tiến hành mật phục bắt quả tang Lê Phước Lương, sinh năm 1990, và Nguyễn Việt Phương, sinh năm 1985, cùng chú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đang tổ chức đưa Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1987, và Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1981, cùng ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, Võ Văn Sơn, sinh năm 1972, trú tại địa phương, đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là một đường dây chuyên đưa người qua lại Việt Nam, Vương quốc Campuchia trái phép để vào các sòng tài xỉu, đá gà do các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhau tổ chức bên lãnh thổ Vương quốc Campuchia giáp biên giới Việt Nam. Các đối tượng hoạt động cả ngày lẫn đêm tổ chức cho các con bạc qua lại biên giới với số lượng rất lớn trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi lực lượng công an bắt giữ các đối tượng thì quần chúng nhân dân rất đồng tình ủng hộ và đánh giá cao thể hiện sự quyết tâm trong đấu tranh phòng chống tội phạm làm trong sạch địa bàn, bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Lê Phước Lương, Nguyễn Việt Phương và Võ Văn Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 6 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai đã có kết quả kiểm tra đối với trường tiểu học, trung học cơ sở Ia Mơ Nông, tỉnh Gia Lai. Quá trình kiểm tra xác định trường tiểu học, trung học cơ sở Ea Mơn Đông lập khống hồ sơ tăng giờ để giải ngân, rồi yêu cầu giáo viên chuyển lại và bán cây xanh là trái quy định. Theo đó, năm học 2021-2022, ông Trần Văn Tĩnh, hiệu trưởng nhà trường, đã tự ý lập hồ sơ kê khai tăng giờ, tăng hơn 150 tiết cho hai giáo viên là ông VDT và NHK, với số tiền 30 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền tăng giờ, tăng tiết, ông Tĩnh đã yêu cầu hai giáo viên trả lại tiền cho đơn vị để lấy lại số tiền nói trên, ông Tĩnh đã đưa số tài khoản của ông Trần Quốc Toàn, chú thành phố Pleiku, cho ông VDT để ông T chuyển vào 12 triệu đồng. Còn ông NHK sau khi nhận tiền đã chuyển lại 12 triệu đồng cho một giáo viên trong trường theo chỉ đạo của ông Tĩnh. Khi đoàn kiểm tra đến làm việc, ông Tĩnh nói rằng đã vận dụng các quy định để tính tăng giờ cho ông VDT và ông NHK. Tuy nhiên, ông VDT không biết ông Toàn là ai, không biết số tiền đó làm việc gì. Ông Toàn cũng trình bày khi nhận được tiền từ ông T chuyển đến, cũng không biết là tiền gì, của ai. Khi ông Tĩnh gọi điện nói là do giáo viên chuyển nhầm, đề nghị chuyển lại số tiền trên thì mới hiểu vụ việc. Sau khi được hai giáo viên trên đưa lại tiền tranh lệch, ông Tĩnh đã dùng 12 triệu đồng để trả tiền công cho người làm chân buồn nước cho trường. Ông Tĩnh nói việc ông cung cấp tài khoản của ông Nguyễn Quốc Toàn cho giáo viên VDT là nhầm lẫn. Còn số tiền 12 triệu ông NHK đưa lại là để chi trả cho một giáo viên hợp đồng. Số tiền còn lại đi mua cây cảnh, vật dụng, vẽ trang trí. Đoàn kiểm tra nhận thấy việc ông Tĩnh tự ý chấm tăng giờ, tăng tiết cho hai giáo viên để thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước sử dụng vào mục đích khác là sai quy định, cần thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Ông Tĩnh với tư cách là thủ trưởng đơn vị nhưng lại lập hồ sơ để thanh toán tiền tăng giờ, tăng tiết cho hai giáo viên, sử dụng vào mục đích khác là sai phạm, cần bị kiểm điểm trách nhiệm. Ngoài ra tháng 8 năm 2022, ông Trần Văn Tĩnh đã bán cây xanh trong khuôn viên trường cho ông Vũ Đình Hiệp, chú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với số tiền là 15 triệu đồng. Việc bán hai cây trên, ông Tính không thông báo cho toàn thể giáo viên toàn trường biết. Số tiền bán hai cây xanh không chỉ đạo kế toán làm thủ tục nhập quỹ của trường, mà để mua cây cảnh, hoa, phân bón trồng tại trường trung học cơ sở với lý do trường không có thủ quỹ. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Tĩnh trình bày do hai cây xanh ở trường rậm rạp, um tùm, phát triển nhanh, Do đó, ông có tham khảo ý kiến một số thầy cô giáo về việc đề xuất bán hai cây để mua các loại cây khác về trồng cho phù hợp với môi trường sư phạm. Khi bán cây, chỉ một số giáo viên biết, còn lại được biết sau khi bán xong. Sau khi bán cây, nhà trường đã mua một số cây cành hoa để trồng tại khu vực trường. Chiều 6 tháng 12 năm 2024, một lãnh đạo công an huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông cho biết đang xem xét để đề xuất hình thức tuyên dương đối với hai cán bộ công an huyện này đã cứu kịp thời bé gái 3 tuổi sắp rơi từ tầng 4. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, thiếu tá Trần Đình Tín, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đắk Bình, nghe tiếng trẻ em khóc thét phía trên tòa nhà trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại thành phố Giang Nghĩa. Lập tức, thiếu tá Tiến chạy lên tầng 4 tòa nhà kiểm tra thì phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi bị rớt khỏi lan can, nằm ngoài tấm chắn nước mưa trong tình trạng hoảng loạn, nhận định bé gái có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Thiếu tá Tín vừa động viên bé, vừa tìm cách thông báo, kêu gọi mọi người ứng cứu. Cùng tổ chức giải cứu cháu bé với Thiếu tá Tín, còn có anh Nguyễn Xuân Phong, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo huyện Đắk Song và trung tá Phan Lê Tiến, đội trưởng đội tổng hợp công an huyện Đắk Minh cũng là phụ huynh có con dự thi. Ba người kêu gọi mọi người bên dưới căng chăn để phòng cháu bé rơi xuống. Sau đó, họ nhanh chóng trèo qua lan can, tiếp cận và bế cháu bé vào khu vực an toàn trong sự thở phào của mọi người. Thiếu tá Trần Đình Tín cho biết do không biết đường xuống nên cháu trôi qua khoảng trống dưới chân lan can rồi rơi ra phía ngoài máng nước. Lúc đó cháu bé hoảng loạn, chỉ cần nhích người là có thể rơi xuống đất. Anh chia sẻ, trong tình huống nguy hiểm này, chúng tôi chỉ kịp nghĩ làm sao cứu cháu bé nhanh nhất. Khi tiếp cận, chúng tôi vừa chấn an cháu, vừa kêu gọi hỗ trợ dây thang, đồng thời leo qua lan can tiếp cận vị trí an toàn và bế cháu ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhớ lại hình ảnh đó, đến giờ tôi vẫn còn run. Nếu chậm khoảng vài phút nữa, cháu bé nhiều khả năng sẽ bị rơi xuống đất. Theo một nguồn tin, bé gái trên theo người thân đến xem cuộc thi hùng biện tiếng Anh được tổ chức tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông. Do người lớn không để ý, bé gái tự lên tầng 4 của tòa nhà, chui qua lỗ hổng dưới chân lan can và rớt ra phần tấm chắn nước mưa phía ngoài. Ngày 6 tháng 12 năm 2024, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, sau thời gian vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Bình Long, thị xã Trân Thành chuyển màu đỏ như máu. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, sau khi nhận phản ánh của người dân, Sở đã phối hợp cùng Công an thị xã Trân Thành, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Trân Thành, Ủy ban nhân dân các phường Bình Long và Minh Hưng tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế khu vực từ suối Bưng Dục tại phường Minh Hưng đến suối Bà Và tại phường Minh Long để xác định nguyên nhân có biện pháp xử lý. Qua kiểm tra, phát hiện tại vị trí đấu nối nước mưa của công ty cổ phần giấy khôi nguyên nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng 3, phường Minh Hưng, thị xã Trân Thành, có dấu vết nước màu đỏ. Đoàn đã kiểm tra tại công ty cổ phần giấy khôi nguyên để xác định nguồn gốc dấu vết nước màu đỏ. Cụ thể, do công ty cổ phần giấy khôi nguyên trong quá trình vận chuyển đã để dò gì chất nhuộm màu đỏ. Công ty báo cáo lúc 14 giờ ngày 2 tháng 12, nhân viên có sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển phẩm màu phẩm màu đỏ dạng chất lỏng từ kho chứa hóa chất đến khu vực sản xuất dây chuyền xeo giấy sau đó nhân viên sử dụng xe nâng để đưa các thùng chứa phẩm màu trên xe chuyên dụng xuống khu vực sản xuất tuy nhiên do sai sót của thao tác vận hành xe nâng làm thủng một thùng chứa nên phẩm màu đã chảy tràn ra khu vực đường bê tông của nhà máy do chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý nhân viên đã sử dụng vòi phun nước để xịt rửa lượng phẩm màu chảy vào đường cống thoát nước mưa của khu công nghiệp sau đó chảy ra suối bưng dục tiếp tục chảy về khu vực cầu suối 01 và cầu Bà ba. Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã tiến hành thu gom toàn bộ lượng nước lẫn phẩm màu còn tồn động tại đường cống thoát nước mưa của nhà máy để lưu chứa trong các thùng và xử lý. Hiện nay, tại vị trí hồ ga đường cống thoát nước mưa của nhà máy không còn tình trạng nước chứa phẩm màu chảy ra. Ngoài ra, công ty đã cung cấp thông tin về phẩm màu đỏ dạng lỏng đang sử dụng tại nhà máy đã được kiểm định SGS trong thành phần phẩm màu không chứa thành phần các chất độc hại về chất nhuộm màu xả ra suối cơ quan chức năng cũng đánh giá không chứa các thành phần độc hại dù vậy ngành chức năng sẽ xem xét xử lý đối với hành vi xả chất thải kể trên